Thầy chào các em, thầy rất vui được gặp lại các em trong tiết học tiếng Việt ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thầy và trò chúng mình tiếp tục với nội dung bài chính tả Emily con. Emily con. Emily con ơi, trời sắp tối rồi, cha không bế con về được nữa. Khi đã sáng bùng lên ngọn lửa, đêm nay mẹ sẽ đến tìm con sẽ ôm lấy mẹ mà hôn cho cha nhé, và con sẽ nói giùm với mẹ: cha đi vui, xin mẹ đừng buồn. Washington, buổi hoàng hôn, ôi những linh hồn còn mất. Đã đến phút lòng ta sáng nhất, ta đốt thân ta cho ngọn lửa sáng lòa sự thật. Nội dung bài chính tả này là gì vậy các em? À, nội dung bài chính tả này là lời chú Morrison nhắn nhủ từ biệt vợ con. Mong ước của chú Morrison thức tỉnh lương tâm của nhân loại. Trong bài chính tả này có những từ ngữ nào khó viết, giải sao chính tả? Những từ ngữ khó viết, giải sao chính tả là Emily, bùng, dùm, Washington. Nào bây giờ chúng mình cùng nhắc lại các em nhé. Emily, bùng, dùm, Washington. Nào bây giờ chúng mình tiếp với nội dung thực hành nhớ viết. Nào bây giờ chúng mình cùng hoàn thành bài tập chính tả các em nhé. Nào bây giờ chúng mình hãy tiếp tục hoàn thành bài tập số 2, trang 56, sách giáo khoa tiếng Việt 5. Tìm những tiếng có chứa ưa, ưu trong hai khổ thơ dưới đây. Nêu nhận xét về cách ghi dấu thanh của các tiếng ấy. Thuyền đậu thuyền đi hạ kính môi, lưa thưa mưa biển ấm chân trời, chiếc tàu chở cá về bến cảng, khói lẫn màu mây tưởng đảo khơi. Em bé thuyền ai ra dẫn nước, mưa sưng tươi tốt cả cây buồm. Biển bằng không có dòng xuôi ngược, cơm giữa ngày mưa gạo trắng thơm. Nào bây giờ các em hãy bấm dừng video và tự hoàn thành bài tập này các em nhé. Tiếng có ưa là lưa, tiếng thưa, tiếng mưa, tiếng giữa. Tiếng giữa không có âm cuối, dấu thanh đặt ở chữ cái đầu của âm chính. Tiếng lưa, tiếng thưa, tiếng mưa không có dấu thanh vì mang thanh ngang. Tiếng có ưu là tiếng tưởng, tiếng nước, tiếng tươi, tiếng ngược. Tiếng tưởng, tiếng nước, tiếng ngược có âm cuối, dấu thanh đặt ở chữ cái thứ hai của âm chính. Tiếng tươi không có dấu thanh vì mang thanh ngang. Nào bây giờ chúng mình tiếp tục với bài tập số 3, trang 56, sách giáo khoa tiếng Việt 5. Tìm tiếng chứa ưa, ưu thích hợp với mỗi ô trống trong các thành ngữ, tục ngữ dưới đây. Và bây giờ các em hãy bấm dừng video và tự thực hiện tìm đáp án các em nhé. Các em xong chưa nào? Chúng mình bắt đầu sửa bài các em nhé. Cầu được, ước thấy. Có nghĩa là đạt được đúng điều mình thường mong mỏi, ao ước. Năm nắng, mười mưa. Có nghĩa là trải qua nhiều vất vả, khó khăn. Nước chảy, đá mòn. Có nghĩa là kiên trì, nhẫn nại sẽ thành công. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Có nghĩa là khó khăn là điều kiện thử thách và rèn luyện con người. Học của lớp chúng mình đến đây đã hết. Ở nhà các em nhớ học thuộc quy tắc đánh dấu thanh ở tiếng có chứa nguyên âm đôi và chuẩn bị bài chính tả tiếp theo các em nhé.